Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm giấc ngủ vàng HD do dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về giấc ngủ vàng HD cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm giấc ngủ vàng HD có thành phần là lạc tiên 150mg, lá vông 150mg, táo nhân 120mg, tâm sen 100mg, thảo quyết minh 100mg, sinh địa 50mg, xuyên khung 50mg. Zingo Biloba Extract 120 mg, chiết xuất bình vôi 20 mg, melatonin 2,9 mg. Giấc ngủ vàng HD được bào chế dưới dạng viên nang. Giấc ngủ vàng HD mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon, hỗ trợ tăng tuần hoàn máu não, giúp giảm suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giấc ngủ hay bị gián đoạn người suy nhược thần kinh gây mất ngủ. Sản phẩm giấc ngủ vàng HD được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của giấc ngủ vàng HD được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, dùng không một viên trên ngày trên lần, nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ từ 30 phút đến 1 giờ. Chống chỉ định khi sử dụng giấc ngủ vàng HD, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm giấc ngủ vàng HD, đồng thời biết cách sử dụng giấc ngủ vàng HD sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham